khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành xương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương.